Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin năng lượng hiệu quả, chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 đến 2030. Như thường lệ, mở đầu bản tin là những thông tin năng lượng trong nước và quốc tế cập nhật. Việc thực hiện tiết kiệm điện hiện nay vừa có lợi cho doanh nghiệp, vừa giúp ngành điện giảm đầu tư nguồn. Thế nhưng hành động này đang tự nguyện mà không có nhiều ràng buộc từ phía cơ quan chức năng. Nhiều giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đặt ra cùng với hành lang pháp lý với mục tiêu này khả thi. Theo vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương đề xuất một số giải pháp liên quan đến việc sửa luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm tăng cường quản lý năng lượng trong các cơ sở sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Nhưng vấn đề chủ yếu chúng ta gặp khó khăn khi triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng vẫn là công nghệ, nguồn vốn và con người. Liên quan đến công nghệ, thường vướng mắc khâu đầu tư các trang thiết bị vì khoản đầu tư này thường đòi hỏi các nguồn vốn vay tương đối hấp dẫn và khả năng chi trả. Giải pháp thứ hai là tăng cường quản lý nhà nước các quy định về các mức tiêu hao năng lượng trong các ngành công nghiệp lớn, tức là chúng ta sẽ phải sửa đổi giảm mức tiêu thụ năng lượng xuống để quản lý tại các doanh nghiệp tiêu thụ lớn. Còn về con người, cần tăng cường đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực nhằm đáp ứng trình độ tiếp cận, vận hành các công nghệ mới, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ mới liên tục được cập nhật, phát triển như công nghệ blockchain, AI, điện toán đám mây. Trong bối cảnh nguồn cung ứng điện đang gặp nhiều thách thức, yêu cầu năng lượng trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện lưới 6% vào năm 2025. Thực hành tiết kiệm tránh lãng phí điện là vấn đề quan trọng của ngành năng lượng Việt Nam. Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành, chính quyền địa phương và với các khách hàng sử dụng điện, nhất là khách hàng sử dụng điện lớn để quán triệt, tăng cường công tác tiết kiệm điện. Bộ Công Thương cũng đã phát động chương trình tiết kiệm điện toàn quốc. Chương trình nhận được sự cam kết của 63 tỉnh, thành phố, các công ty điện lực và đặc biệt là các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm. Bộ Công Thương tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, với các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng để kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi thị trường, phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, loại bỏ trang thiết bị hiệu suất thấp, lạc hậu, thông qua chương trình kiểm soát hiệu suất năng lượng đối với các phương tiện tiêu thụ năng lượng lớn trên thị trường. Chuyển sang phần tin năng lượng quốc tế. Kể từ năm 2008 đến nay, nhiều khách hàng tại Mỹ đã tiết kiệm được khoảng 7,65 tỷ đô la Mỹ thông qua chương trình hiệu quả năng lượng của ComEd, một đơn vị cung cấp điện thuộc tập đoàn Exelon có trụ sở tại Chicago, Mỹ. ComEd đã được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ và Bộ Năng lượng Mỹ công nhận trên toàn quốc nhờ khả năng giúp hơn 630.000 khách hàng dân cư và doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 176 triệu đô la Mỹ trên hóa đơn tiền điện bằng cách tận dụng chương trình hiệu quả năng lượng ComEd của công ty. Năm 2022 là năm lần thứ 11 liên tiếp, ComEd nhận được giải thưởng đối tác xuất sắc bền vững của năm Energy Star. Những người nhận giải thưởng là những thành viên của một nhóm xuất sắc đã cam kết lâu dài trong việc chống biến đổi khí hậu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua hiệu quả năng lượng. Chương trình hiệu quả năng lượng ComEd được tài trợ theo luật tiểu bang, giúp các gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm tiền và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn thông qua nhiều dịch vụ, ưu đãi và giảm giá, bao gồm giảm giá cho bếp từ cảm ứng và máy sấy quần áo bơm nhiệt được chứng nhận Energy Star. Quan chức Ontario, Canada đã và đang giúp thêm hàng nghìn gia đình giảm mức sử dụng năng lượng và tiết kiệm tiền bằng cách cập nhật điều kiện tham gia chương trình bình ổn giá năng lượng, chương trình cung cấp các giải pháp miễn phí về hiệu quả sử dụng năng lượng cho những người dân Ontario. Chương trình bình ổn giá năng lượng cung cấp các biện pháp tiết kiệm năng lượng có thể giúp các hộ gia đình tham gia quản lý việc sử dụng năng lượng của họ và giảm chi phí điện lên tới 750 đô la Mỹ mỗi năm tùy theo điều kiện. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng và các loại hỗ trợ có sẵn được điều chỉnh dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm trong nhà, địa điểm và đánh giá nhu cầu năng lượng. Với bản cập nhật này của chương trình bình ổn giá năng lượng, Ontario đang đảm bảo quyền tiếp cận các nâng cấp hiệu quả năng lượng miễn phí tại nhà như vật liệu cách nhiệt, bộ điều nhiệt thông minh, tủ lạnh và máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng.
Bản cập nhật mới cho phép một hộ gia đình 4 người có thu nhập trước thuế là 84.872 đô la Mỹ hoặc một cặp vợ chồng có thu nhập trước thuế là 60.014 đô la Mỹ đủ điều kiện nhận hỗ trợ thông qua chương trình bình ổn giá năng lượng. Điều đó thể hiện mức tăng 16% so với điều kiện về thu nhập trước đó. Quan chức Ontario cũng đang tiếp tục đầu tư vào các chương trình quan trọng khác để giúp những người dân trong việc tìm kiếm hỗ trợ về hóa đơn tiền điện hoặc khí đốt tự nhiên. Chương trình hỗ trợ điện của Ontario cung cấp khoản tín dụng trên hóa đơn lên tới 75 đô la Mỹ mỗi tháng để hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp khi thanh toán hóa đơn tiền điện. Khách hàng cũng có thể truy cập chương trình hỗ trợ năng lượng dành cho người thu nhập thấp và nhận được tới 600 đô la hỗ trợ khẩn cấp nếu họ chậm thanh toán hóa đơn điện hoặc khí đốt tự nhiên và đối mặt với việc dịch vụ của họ bị cắt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Năng lượng hiệu quả, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Hiện nay, cả nước có 92 dây chuyền sản xuất xi măng, tổng công suất thiết kế trên 120 triệu tấn một năm. Như vậy, nếu sản xuất và chạy 100% công suất, một năm ngành xi măng sẽ tiêu hao khoảng 110-122 triệu kWh điện. Sản xuất xi măng là một trong những lĩnh vực tiêu tốn điện năng nhất. Vì vậy, tìm kiếm giải pháp tiết kiệm điện sản xuất luôn được các doanh nghiệp xi măng quan tâm, trong đó có xi măng Lam Thạch. Nhà máy đã tiết kiệm 13,2 tỷ đồng mỗi năm nhờ đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường làm nguyên liệu thay thế trong lò đun clinker. Từ tháng 3 năm 2020, xi măng Lam Thạch đã đầu tư dây chuyền công nghệ đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường dùng để làm nhiên liệu thay thế than đốt cho lò nung clinker. Dây chuyền thiết bị đã đầu tư có thể thay than được đến 40%. Toàn bộ dây chuyền thiết bị công nghệ đồng xử lý được trang bị đồng bộ cùng với hệ thống kiểm tra, đo lường và điều khiển tự động tiên tiến trên thế giới, cho phép sử dụng một cách tối ưu các nguyên nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng. Đối với nhà máy xi măng đấy thì cái năng lượng tiêu tốn nhất là than cám cho cái quá trình sản xuất cánh ke. Thì hiện nay là công ty đã sử dụng cái nguyên liệu thay thế là các sản phẩm thải của nhà máy giày, nhà máy da. Thế rồi nhà máy giấy, nhà máy may, tất cả những sản phẩm chất thải công nghiệp thông thường mà khi có không thể tái chế được mà khi đốt sinh ra năng lượng thì công ty thu gom để thay thế một phần than cám. Cái thứ hai nữa là cái điện năng tiêu thụ thì hiện nay thì công ty cũng có nhiều cái giải pháp để giảm cái điện năng tiêu thụ cho sản xuất. Cụ thể là công ty lắp các thiết bị biến tần để giảm tiêu hao điện. Nắp hệ thống điện mặt trời áp mái để phục vụ cho sinh hoạt. Và hiện nay thì công ty đang triển khai cái nội dung là đầu tư cái hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải nó nung cánh ke. Thì công ty đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai cái nội dung này và sẽ khởi công vào cuối năm 2024 này. Hiện nay, tại nhà máy đang vận hành dây chuyền thiết bị tiên tiến, hiện đại, sản xuất clinker bằng lò quay theo phương pháp khô, có tháp trao đổi nhiệt 5 tầng, Cyclone và buồng phân hủy để nâng năng suất lò từ 1.200 tấn một ngày lên 1.800 tấn một ngày, giảm tiêu hao nhiệt từ 950 kcal trên 1 cân clinker xuống còn 760 kcal trên 1 cân clinker. Thông qua dự án, chúng tôi hy vọng Na Uy có thể giúp ngành xi măng Việt Nam nâng cao năng lực xử lý chất thải nhựa không tái chế và góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Là ngành sản xuất sử dụng khối lượng lớn nguyên nhiên liệu hóa thạch với hoạt động đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường, nhà máy này kỳ vọng sẽ góp phần giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu hóa thạch không tái tạo, giảm chi phí giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh và góp phần giảm phát thải CO2. Hiện nay đấy thì than cám của công ty cũng đã giảm được đáng kể để thay thế do dùng cái sử dụng nguyên liệu thay thế và điện năng thì chúng tôi cũng đã giảm được khoảng 10% so với điện năng mức tiêu hao bình thường của sản xuất xi măng và cánh ke. Tiếp tục thì năm nay chúng tôi tiếp tục đầu tư và đặc biệt là đầu tư cái hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện và sau khi mà hệ thống đi vào hoạt động vào cỡ khoảng năm 2025, cuối năm 2025 thì có thể là cung cấp khoảng 70% điện năng cho sản xuất và khi đó thì điện năng thương mại mua ngoài khoảng 30%. Việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện trong công nghiệp, trong đó có ngành xi măng là rất cần thiết vì giúp các doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận, đồng thời giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn năng lượng quốc gia.
Bản tin năng lượng hiệu quả, chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 đến 2030 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.